cái kỳ nghỉ mùa xuân của con gái là ngày Spring Break, thì cũng tranh thủ ngày nghỉ Mỹ Vân đưa con gái đi chơi, rồi cũng đi tham quan một hai cái trường mà high school. Tại vì năm sau thì con gái của Mỹ Vân lên high school rồi các bạn. Thực sự mà nói thì học ở cái trường hiện tại nó cũng tốt thôi, nhưng mà Mỹ Vân thấy cái môi trường nó cũng chưa được như ý của mình muốn. Như là các con mới 13 tuổi mà bắt đầu đã muốn là make up này, rồi đi học thì dress up, có những bạn rất là sexy. Rồi 13 tuổi bắt đầu có boyfriend rồi. Với cái lứa tuổi này, ngày xưa của tụi mình thì các bạn cũng biết là đâu có được suy nghĩ đến cái chuyện make up. Vì đi học mà nghĩ đến make up thì mình đâu còn thời gian để làm những cái chuyện học của mình đâu, đúng không các bạn? Mà nói thì con cái của mình nó cũng không có nghe. Tại vì các bạn nó dress up giống như vậy, rồi nó make up như thế, mà con mình không làm vậy thì nó lại khác biệt quá. Cho nên là Mỹ Vân cũng mong muốn tìm được một cái trường high school nó tốt hơn một chút, là các con chăm chỉ học hành chứ không nghĩ đến cái chuyện make up hay là chuyện có boyfriend nữa. Thì sau khi tìm hiểu thì Mỹ Vân cũng biết được một vài cái trường. Hôm trước thì các bạn có xem cái video Mỹ Vân làm là về trường Lobbing. Nó có cái ranking là 8.4. Thì Mỹ Vân nghĩ là nó là trường cao nhất. Nhưng mà thực sự ra thì Mỹ Vân thấy có một cái trường nữa gọi là trường Poiway, nó là 9.7. Lúc trước Mỹ Vân lại cứ tưởng nó là private school, nhưng không phải các bạn ạ, đó là public school. Thì public school mà có cái ranking là 9.7 là quá cao, vì trường private school là cao nhất là 10 chấm. Thế thì Mỹ Vân cũng mong muốn là bây giờ một là cho con vào private school, nhưng nó hơi khó một điều là mình phải thi đầu vào, rồi nó check nhiều thứ quá. Nhưng có một cái option thứ hai nữa là mình có thể vào trường public school. Thì trường Poiway này nó là 9.7, nó cũng rất là cao rồi đó các bạn, là cao nhất ở hàng top ở tại BC Vancouver rồi. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến trái chiều, có nghĩa là vào đây thì các bạn lại phải có những cái challenge khác nữa. Thì thôi bây giờ chăm nghe không bằng một thấy thì Mỹ Vân đi tới. Nhưng mà Spring Break rồi thì trong trường high school họ cũng, các học sinh cũng được nghỉ, nên là mình không vào trong được. Thì Mỹ Vân cũng muốn đến để xem là cái ngôi trường này nhìn ở ngoài nó thế nào này, rồi cái khu neighborhood nó ra làm sao. Vì neighborhood rất là quan trọng, đó là cái môi trường con mình sẽ tiếp thu, tiếp cận trong thời gian 5 năm nữa. Trong quá trình học high school thì Mỹ Vân cũng thôi thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn cho con có một cái tương lai tốt. Thì mình cũng bỏ chút thời gian ra để mình dành cho con mình, để hy vọng là sau này cuộc sống và tương lai của con mình nó được như ý của mình muốn. Hơi khó khăn một chút các bạn ạ. Ở Canada này là một đất nước tự do, và ở bên này thì không có người giúp việc hay là không có lái xe giống như ở Việt Nam, cho nên là tất cả mọi việc thì là người làm cha làm mẹ phải làm hết. Mà Mỹ Vân thì vừa làm cha vừa làm mẹ, cho nên rất là khó, khó khăn trăm bề. Nhưng mà thôi thì vì tương lai của con mình, dù là khó như thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng, phải không các bạn? Bây giờ các bạn đi cùng với hai mẹ con Mỹ Vân nhá, đi đến để xem cái trường Poiway này nó như thế nào. Con gái thì đang ngủ kế bên cạnh. Và mình đi nha các bạn. Chạy lòng vòng mới tới đây, qua những cái cung đường rất là đẹp, các bạn nhìn thấy không? Và Mỹ Vân đã tới được trường West Poiway Academy. Nhưng mà thực sự Mỹ Vân bị mix up, bị confused. Đây là trường private school, nó có cái 9.7 trên ranking. Nó là trường private chứ không phải là trường public school. Nó có một cái trường Poiway Secondary School khác. Thì thôi mình đã lỡ tới đây rồi thì Mỹ Vân cũng quay lại cái quang cảnh để cho các bậc phụ huynh nào mà muốn cho con vào đây, thì cũng đây cũng là một cái video để cho các bạn có thêm cái idea nha. Cái khu vực neighborhood nó vô cùng là đẹp luôn các bạn. Nó đẹp lắm, nhìn nó từ trên cái đỉnh núi mà nhìn xuống dưới đây là một cái hồ.
rồi cái trường của nó đẹp quá trường luôn à. Thì mình wish là con mình được vào cái trường này, nhưng mà nó khó lắm các bạn, vì là phải thi đầu vào nè, rồi nó còn có check nhiều thứ lắm. Thì Mỹ Vân cũng cố gắng apply cho con vào trường này, nhưng mà hy vọng rất là mong manh. Còn một cái trường gọi là trường public school, nó cũng là Poway Secondary School, thì cái trường đó nó có vẻ easy hơn một xíu. Xíu nữa các bạn cùng đi với Mỹ Vân đi đến cái trường đó nha. Còn bây giờ thì mình đã tới đây rồi, thì Mỹ Vân quay lại một vòng cho các bạn xem ha. Đó, đây là khu trường phía xa xa ở bên trong. Rồi. Đẹp quá các bạn ơi, nhìn cái không khí nó trong lành. Nhìn rất là đẹp. Con mình mà vào được học ở cái khu trường này thì quá tuyệt vời đi. Đây là một vòng cái khu neighborhood. Cái đường lên trên này các bạn nhìn thấy nó đẹp quá trời luôn à. Secondary School nha các bạn. Các bạn ơi, đã tới được cái trường Poway Secondary School. Cái trường này có cái ranking là 7.4. Mỹ Vân nhớ không lầm là 7.4. Đây mới là cái trường mà public school mà Mỹ Vân muốn tới. Hồi nãy là bị lộn với cái trường private school. Thì bây giờ các bạn đi cùng Mỹ Vân nha, mình sẽ quay bên trong và bên ngoài. Hy vọng là ngày hôm nay các em đi học và các Mỹ Vân được vào bên trong. Đây là một cái trường high school. Thì Mỹ Vân nhìn thấy xung quanh cái neighborhood cũng rất là tốt. Trường bên ngoài nhìn đẹp lắm các bạn. Bây giờ mình đi nhé các bạn. Mỹ Vân quay một vòng bên ngoài cho các bạn nhìn thấy cái trường này nhé. Vào mùa xuân rồi thì hoa anh đào nó nở khắp nơi ở Vancouver các bạn. Trường này cũng lớn quá, có một cái sân đá bóng riêng này các bạn. Đó, khu neighborhood này. Trường này thì hơi gần cái đường ở bên ngoài. Đường xe chạy ngay kế bên cạnh luôn. Đây là cổng chính của trường. Để Mỹ Vân zoom lại một tí xíu, zoom lại gần để cho các bạn xem nhé. Nhìn ngoài cũng to bề thế quá các bạn ha. So cute.
Vân thấy đây là một cái sân để đá bóng này, có đường chạy. Đây là xung quanh của trường. Nhưng không có cua đâu các bạn ơi, nó hơi tiếc một xíu là Mỹ Vân không có quay được phía bên trong. Đó là toàn cảnh của cái trường Pori Way Secondary School. Mỹ Vân cũng hy vọng là với cái video này thì các bậc phụ huynh cũng có thêm cái idea về cái trường này. Rất là tiếc là mình không được xem các con student ở đây, các con ăn mặc ra làm sao, và những cái khi mình nhìn thấy thì mình sẽ nhận xét được nhiều hơn, đúng không các bạn? Giống như là trường Lopping, khi mà Mỹ Vân tới, Mỹ Vân lucky là Mỹ Vân gặp được các con, và khi mà Mỹ Vân trò chuyện với các con thì mình feel được là ở đây họ dạy dỗ các con ra làm sao. Nhìn chung ở ngoài ngôi trường và cái khu neighborhood thì Mỹ Vân thấy là ổn. Tự nhiên đến đây mình cũng feel là mình thích cho con mình được vào trường này học. Nhưng cũng chưa biết như thế nào, thì vẫn đang trong cái quá trình mà Mỹ Vân đi lựa chọn rồi phải đi kiếm nhà để có được cái địa chỉ, và sau đó thì mình mới được nộp hồ sơ đến những cái trường mà mình mong muốn. Đó là một quá trình rất là dài và a lot of work, rất là khó cho phụ huynh. Mỹ Vân cũng biết là rất là khó, nhưng mà thôi thì vì tương lai của con mình thì mình phải cố, phải không các bạn? Mình làm được điều gì thì mình làm. Mỹ Vân cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm đến kênh Mỹ Vân Canada, và hy vọng sẽ nhận được nhiều sự hưởng ứng, cũng như là sẽ mang lại những cái thông tin bổ ích cho các bạn khi xem trên kênh Mỹ Vân Canada. Khi xem, nếu các bạn interesting thì nhớ cho Mỹ Vân và con gái một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Thank you. Bye. Garden Guest Vancouver Supplies, chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng và dụng cụ làm vườn. Giá bán wholesale cho những đơn đặt hàng lớn. Địa chỉ 2172 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại 604-566-3989. Giờ mở cửa từ thứ 2 tới thứ 6, 10 giờ AM tới 5 giờ PM. Weekend close. Đến với Garden Gate Vancouver Supplies, bạn sẽ yên tâm về giá cả và chất lượng. Chúng tôi có chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm sẽ tư vấn tận tâm cho bạn. Garden Gate Vancouver Supplies, trân trọng kính mời. Công ty dịch vụ vay mượn tiền Clear Trust là một công ty chuyên lo về dịch vụ vay mượn tiền để mua nhà. Công ty chúng tôi có nhiều quan hệ tốt với các ngân hàng lớn. Vũ Lê là một trong những chuyên viên của công ty chúng tôi, có nhiều khả năng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, có thành viên nghiệp vụ trên 20 năm. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo khi cần, và công ty chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị trong các dịch vụ sau đây. Vay tiền mua nhà lần đầu và những lần sau. Vay tiền từ nhà đang ở để đầu tư, trả nợ hay thế chấp. Tái lập hợp đồng vay tiền, hầu tìm giảm lãi suất đang trả vay tiền để xây cất thêm nhà mới. Hãy gọi ngay cho Vũ Lê 604-812-9119. Uy tín, tận tâm, kín đáo.